Em là nữ quái làng hài với nhiều gia diễn lạ. Bà già gian ma hạ cô gái bán khoai con bà hai. Có giọng rao bá đạo nè, cất giọng nghe hú hồn. Một bà già nhí nha nhí nhảnh hồn nhiên, như bà đi, như bà đi, như bà đi. Em vui tươi quá thân, qua bao nhiêu số phận. Đọc lại dòng trung nắng bắt riêng mình em, riêng mình em. Cất lên nghe chói tai, những sao duyên dáng lạ. Làm mọi người nhớ mãi khúc khích môi cười. Ai củ khoai nướng không, nghe nhói tim quá chừng. Điện giật tinh tinh khắp người trời ơi, khắp người trời ơi. Đó chính là Thúy Nga, dễ thương nữ quái hài. Và có một không hai đáng yêu vô cùng, đáng yêu vô cùng. Ai ăn củ khoai nàng nướng không? Tao bây giờ không có thích ăn khoai lang nữa. Thích uống tè tứa tường tiên à. Có tường tiên tè tứa không? Bà chào các cháu, bà là bà già già ma ha. Có nghĩa là già ma ha đây. Bà không biết tà tứa tường tiên. Bà chỉ biết làm rổ khoai siêu to khổng lồ thôi. Ôi chê chê, tà tứa tường tiên là cái gì vậy? Tôi không hiểu gì trơn à. Muốn biết tà tứa tường tiên là cái gì, cứ vô lái số Thủy Nga quái làm việc liêm đi. Em là nữ quái làng hài với nhiều gia diễn lạ. Bà già giam ma hả cô gái bán khoai con bà hai. Có giọng rao bá đạo nà, cất giọng nghe hú hồn. Một bà già nhí nha nhí nhảnh hồn nhiên, như bà điên, như bà điên, như bà điên. Em vui tươi quá thân, qua bao nhiêu số phận. Đọc lại dòng trung nam bắc riêng mình em, riêng mình em, riêng mình em. Cất lên nghe chói tai, những sao duyên dáng lạ. Làm mọi người nhớ mãi khúc khích môi cười. Ai củ khoai lướng không? Nghe nhói tim quá chừng. Điện dự mặt tưng tưng khắp người tận ơi. Đó chính là Thúy Nga, dễ thương nữ quái hài. Và có một không hai đáng yêu vô cùng. Em như tôi quá thân, qua bao nhiêu số phận. Đọc lại dòng trung nam bắc riêng mình em. Cất lên nghe chói tai, nhưng sao nhiên nhắn là. Làm mọi người nhớ mãi khúc khích môi cười. Thúy Nga dễ thương nữ quái hài, và có một không hai đáng yêu vô cùng. Thúy Nga, lời đầu tiên xin gửi đến lời chào quý vị khán giả đêm nay. Lai xô Thúy Nga cô gái tà tứa tường tiên. Cảm ơn các con. Cảm ơn các con nha. Các con vào đi. Đây các xe của các con là rổ khoai này, vào ăn đi các con. Đấy, đi đi vào ăn khoai nha. Cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn các con. Ôi con cháu nó đồng quá bà. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Bà Đón Nguyễn đúng không? Vâng. Dạ, đến nãy giờ em quên. Dạ, em là Thúy Nga. Đây là bà già ca sĩ Đón Nguyễn. Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Đừng xin kính chào quý vị ạ. Nãy giờ lo bầy nhỏ có nhìn thấy bà đâu. Rồi. Eo ơi, bà giống tôi quá. Giống không? Live show của tôi mà bà đến bà làm hình ảnh tôi y chang. Yeah. Mà tôi cũng cảm ơn là cái bài hát mở màn này là cái bài hát là Nữ Quái Làng Hài đúng không? Của nhạc sĩ Minh Anh. Minh Anh sáng tác tặng tôi đấy. Đúng rồi. À, có nhạc sĩ Minh ở đây không ạ? Minh Anh ở ngoài đây hả? Ồ, mời Minh Anh lên đây này. À, xin mời ạ. À, đây là bài hát văn bản em sẽ tặng cho chị trong đêm hôm nay. À, xin chúc cho đêm diễn của chị thật thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. À, cảm ơn Minh Anh rất là nhiều.
Thật sự là hát nhạc là tặng rồi, bây giờ còn tặng cái này nữa, mà thật sự tôi chả có gì tặng anh. Tôi tí nữa tối rủ nhau đi ăn hủ tiếu xương nhá. Ơi mời, cảm ơn anh nhiều ạ. Xưa nhờ mình anh rồi. Dạ, thôi bây giờ em hát mở màn thôi, để chuẩn bị vô chương trình chính. Em cũng xin chúc cho chị live show thành công nha. Bây giờ chị ở đây rồi em đi vô chuẩn bị nha. Không được bà. Hả? Bà thấy live show một ai mà kinh tế như tôi không? Sáng tác thì nhạc sĩ làm phi. Bây giờ bà ở đây bà giúp tôi free mấy vụ luôn đây này. Gì? Khổ thân, làm cái live show mà bạn bè anh chị người ta ủng hộ vé mà có như gọi là bảo trợ đấy nhiều quá. Thế bây giờ phải mời người ta lên đây để tặng hoa, tặng cúp cho người ta. Mà khổ thân quá, không có tiền để trả mời ai hết nên tôi mời vậy bà, là, bà giúp tôi. Vậy là cái lời đồn là sự thiệt đó hả? Lời đồn là sự thật sao? Dạ quý vị, chị Nga là bán vé rồi lấy tài trợ. Mà một mình chị Nga ôm đồm hết. Dạ, chị làm vừa make up, phục trang, đạo cụ, cảnh trí. Rồi chút xíu nữa chị Nga là vừa diễn chính mà vừa diễn quần chúng luôn phải không chị? Có bà nói quá, nói chung tôi làm từ A tới Z thôi à. Chị tính vậy, ai tính cho lại. Thôi bây giờ bà cầm tôi này cái. Dạ em ở đây giúp chị đúng không? Bà ở đây bà giúp tôi. Rồi. Em cái gì bà già hơn tôi mà bà cứ ấy. Dạ thế lời đầu tiên, Thúy Nga xin cảm ơn những cái người mà bạn bè anh em đã đồng hành bảo trợ cho chương trình này. Người đầu tiên mà tôi mời đó là nàng Bơ Lan. Người thứ hai đó là bột mì hương xưa. Và người thứ ba đó là cô chủ hột xoàn Kim Lý. Và em mời ai thì người đó lên hộ em cái ạ. Lên mình lên sân khấu cái ạ. Dạ, rồi cái người thứ tư là sân khấu ạ. Bác sĩ Võ Thành Trung. Đây. Và cái người thứ năm là vitamin gì thuốc bổ dưỡng ấy, anh vui mời anh Vui lên sân khấu ạ. Rồi em mời nhà thiết kế áo dài Việt Hùng, rồi mời anh Trần Doãn là một cái nhà hàng, và em mời một người nữa là bà cầm tôi nghe này cái, tôi đông người quá tôi không nhớ ai. Anh Trần Doãn và Hoa Event, và âm thanh ánh sáng là mời anh Tín Lê xuống ạ. Dàn âm thanh ánh sáng ngày hôm nay em được sự bảo trợ đấy. Dạ em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bà ơi, đây, bà đâu đây. Rồi bà tặng hoa hộ tôi tặng cúp nha bà nha. Rồi dạ. Đây em mời anh Việt Hùng ạ. Dạ đây. Âm thanh ánh sáng ai ạ? Đây, anh Tín ơi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi. Hoa Event Lily là ai ạ? Úi dồi ôi, anh trẻ đẹp mà anh nhõng nhẽo thế, giờ này mới chịu lên. Anh đẹp trai mà anh nhõng nhẽo lắm nhá. Rồi đây là anh Vui, Vitamin và Văn Duy Phương. Ở đây anh Vui. Nhìn anh là biết vui rồi. Đây, cảm ơn anh. Con. Cảm ơn anh. Anh đẹp trai lắm. Dạ. Một xoàn Kim Lý. Cảm ơn anh. Nàng Bơ Lan, một cô gái rất xinh đẹp. Cảm ơn em rất là nhiều. Và đây, người cuối là anh Trần Doãn ạ. Cảm ơn anh. Em cảm ơn, chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ rất là nhiều ạ. Xin chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ và coi show cười tét miệng ạ. Cảm ơn.
Dạ. Vậy thôi là xong rồi ha. Bây giờ bà đứng đây tôi vô chổng nha. Sao xong? Gì nữa? Chưa xong. Còn gì nữa? Bà ở đây bà làm MC phụ tôi. Trời ơi, sao bà bóc lột tôi dữ vậy? Trời ơi. Trong kịch bản là chỉ có hát bài mở màn rồi đi vô. Trời ơi. Bà phải làm, bà nhận cát xê bà phải làm hết. Tôi bóc lột ghê lắm. Mà bà dở lắm. Cái gì? Bà phải làm MC. Rồi bây giờ mấy cái chương trình game show thấy hai tụi mình già cả mà làm MC hay, người ta mời mình làm em show game MC à. Phải không? Ừ. Hy vọng sau vụ này là tất cả các tiền là có mình hết. Bây giờ là sau cái tiết mục mà nữ quái làng hài xong thì Thúy Nga mời quý vị xem một ca sĩ nhí hát bài Cà phê Sài Gòn. Tin tin. Bà Nga. Sao? Nói nghe vụ này nè. Bà tính là tính quá luôn á. Sao vậy? Chương trình hồi nãy là ABC Kids. Ừ. Ha. Ừ. Rồi bây giờ nó ta ca sĩ nhí. Ừ. Chương trình vừa mời toàn nhí không vậy? Rồi các xe trả người ta có chút xíu à. Trong khi đó tiền tài trợ, tiền bán vé quá trời luôn. Bà để đâu cho hết? Bà tính cái gì? Tôi đâu có tính đâu. Mấy đứa nhỏ là con cháu trong nhà. Phải cho nó diễn, nhưng mà nó không lấy cát xê. Hả? Đến ngày Tết thì tôi bước vào nhà, tôi lì xì cho mỗi đứa một cái bao lì xì 10.000 đồng là nó cười cả năm. Bà tính quá, tóc bà bạc luôn đó. Không có, đùa thôi chứ phải trả tiền chứ ai mà nói vậy. Rồi bây giờ ca sĩ sẽ nhí. Bà đi vào đi, Tin Tin hát bài Cà phê Sài Gòn. Ừ. Tôi với bà vào, tôi cho bà uống một liều thuốc mê. Trời ơi, già cả rồi uống thuốc mê chứ, mê gì nữa. Không phải. Chương trình live show bà Thúy Nga này này, bà có nhiều trai đẹp lắm. Tôi cho bà viên thuốc mê, bà vào và cho mấy thằng trai nó uống đi. Xong bà gây mê người ta. Bà nhớ nha. Thôi em và Thúy Nga và Đôn Nguyễn xin chào mọi người nha. Và tiếp tục chương trình nha. Dạ, tạm biệt cả nhà. Xin chào bà ơi. Quá nhiều thuốc mê. Cà phê siêu bà này, kêu thời gian không có đây thường hay. Vui cùng uống, đau cùng uống, bước đi.
mọi người ơi, vỗ tay cho cô Tiên được cái không? Dạ, cảm ơn chứ. Ai một giỏ cho một giỏ thôi. Trời đất ơi, vừa hát hay mà vừa múa đẹp nữa. Thôi tặng cho con vỏ bông. Dạ. Giờ cho chồng uống trà sữa đi nha. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Quá trời quá đất luôn. Quay. Làm cái gì ở đây? Đâu có gì. Bước lên đây. Cái gì vậy? Ý đồ gì? Đâu có ý đồ gì đâu. Bữa giờ để ý nghe. Sao? Cái quán chưa mở là đứng trước cổng rồi. Quán nó mở ra một cái, đi vô tặng mẫu bèn một cái vỏ hút bông như vậy. Có ý đồ gì? Đâu có ý đồ gì đâu. Ngày okay, nào tôi cũng đâu. Vậy mà. Tôi dắt vô gặp chị tôi. Chị tôi gặp chị tôi. Nói nghe. Có này tặng cho nè. Không. Đợi tí. Nè. Lấy đi. 100 đô la âm phủ đưa tôi chi? 100 đô la thiệt đó ba. Trời mê tiền thấy sợ luôn vậy à. 100 đô la thiệt luôn hả? Ừ, nói nghe nè. Cầm 100 đô la này, nhớ giữ bí mật giùm tôi nha. Đừng có vô trong đó, nói với cô gái đó là ngày nào cũng tặng qua nha. Nghe chưa? Bí mật phải không? Đúng rồi, bí mật nha. Bí mật mà đưa 100 đô như vậy là chưa có đủ. Bí mật nó phải lớn hơn nhiều. Ghê thiệt. Đây, 1 cọc luôn đó. Quá trời, 1 cọc tiền đô luôn. Quá trời. 1 cọc này, trị giá của nó bằng tờ này đó. 5.000 không mà khỏi điếm. Quá trời. Giữ bí mật giùm nha. Này, 5.000 không, tao không theo, coi như là cái niềm vui buổi sáng là được rồi. Quên là mình là hướng dẫn viên du lịch luôn. Cái đoàn của em đang dẫn đi vô đây. Cái đoàn mình đông quá. Đoàn mình là em thấy là có người Việt cũng có nè, người nước ngoài cũng có. Bây giờ em muốn phân loại ra để cho em giữa quản lý nha. Bây giờ mọi người theo đồng lệnh của em. Ai người Việt đi sang bên phải. Ai người Kinh đi sang bên trái. Ai hiểu em nấu từ nãy tới giờ cái gì thì đứng ở giữa. Quay đây, chúng ta là người đồng bào với nhau. Kèo công nhận em rảnh thiệt luôn á chứ. Mọi người thân mến, ngày hôm nay em dẫn mọi người tới đây. Đây là phố cổ trà sữa. Dẫn cho mọi người đi tham quan và thưởng thức trà sữa. Chần chờ chi nữa, vô uống trà sữa tao. Em kêu cái đám nào đâu mà về đây nó giật đồ quá trời luôn vậy. Cái đám này là cái đám giật cô hồn. Em thấy tiện đường qua giật quán chị luôn. À hả? Trời ơi, cái đám này nó giật cô hồn mà nó qua nó giật cái quán tôi là nó sập cái quán tôi luôn rồi. Chị vô chị coi nó giật sập bàn thờ ông bà ông vải chưa. Rồi đi vô lẹ lên. Để tôi chạy vô liền. Thôi. Cái gì vậy? Trẻ trinh cho tôi. Trẻ trinh. Cái này bình tĩnh nha, trẻ trinh cho tôi ha. Cái gì? Chị mất cái gì nó lấy cái gì của chị? Chị mất trinh. Mày gơ thiệt luôn á. Chạy ra chạy vô cướp trinh của bẻ lúc nào không hay hay thiệt. Nói thiệt với mày á, khoan cắt bê tông là bó tay rồi á. Công nhận á, mày can đảm thiệt luôn á. Tôi lấy trinh của bòi nào? Mày lấy con búp bê tân trinh của tao. Má ơi, con bóng má làm tôi hết hồn à. Trả ba nè. Mày bóng hả? Quay, ê, ê. Chị, sao vậy chị? Bao nhiêu tên không đặt tự nhiên đặt búp bê là tân trinh là sao? Em này thiệt á, em không hiểu hoàn cảnh gì hết trơn à. Hoàn cảnh chị sao? Mày còn quơ chứ leo mà mày không hiểu gì hết trơn á. Cái hoàn cảnh chị là một người phụ nữ xinh đẹp á. Tính tuổi này mà ba mấy 40 tuổi đầu mà vẫn còn trinh trắng. Chưa có ai sử dụng. Thì chị phải đặt con búp bê nó đúng hoàn cảnh là búp bê tinh trinh, hiểu không? Quá trời thiệt luôn á. Khổ chị thiệt luôn á. Nè, vẫn chơi thôi. Hỏi nè, gì? Sao kêu cái đám khách gì mà cái gì vô đây nó cũng hốt hết trơn vậy? Quán chị cũng hốt nè, bàn cũng hốt, ghế cũng hốt, trà sữa cũng hốt. Mà tại sao tao nó không hốt vậy mày? Nó hốt bà về tới ông nậu nó hay xeo. Ủa sao kìa? Không mệt quá cái chị. Cái mấy cái đám này là cái đám bình dân thôi.
À. Vô quán chị là phải khách sen đàng hoàng. Em à. Chuẩn bị rồi. À. Nguyên một tốp khách ở ngoài kia. Ừ. Ở bên xóm đỏ đen. Sao? Chịu chơi lắm. Trời ơi. Sống đỏ đen chịu chơi hả? Đỡ xeo nữa. Ôi, trời ơi, cái nhóm đó chị thích lắm nha. Ừ. Để chị kêu nó ra cho. Kêu đi chị. Mọi người ơi, mọi người ơi. Vào quán trà sữa tường tem của tôi. Uống trà sữa, có coi văn nghệ đi mọi người ơi. Ủa sao kêu mà như Lê Dương Bảo Lâm livestream bán hàng mà không ai vô trơn trời. Mà chị quen. Cái xóm này cái xóm đỏ đen. À. Cho nên là mình phải gọi đúng cái từ chuyên môn của họ. À. Để em gọi thử chị cho chị xem. Ừ. Anh em ơi, đánh tiếng lên. Sao quỷ là trọng nghiệp vậy trời? Thằng này là tôi biết là nó mới bị chặt hẻo thua nè. Thiệt luôn á. Đó, phải đúng động lệnh của nó chị. Biết hiểu không? Biết rồi, để à. Chị kêu cho. Ừ. Cách này cũng hay nè. Ừ. Xì gió. Chúc vô nha, chúc thắng nha. À, anh em vui quá trời luôn á. Giờ mới hiểu tại sao chạy chậm mà mở nhiều quá đi không nổi. Thì đâu á. Thôi. Nó cứ kêu vậy rồi nó không có tập trung lại uống trà sữa. Ừ. Để chị kêu một câu này là nó tập trung nó uống luôn nè. Chị biết luôn hả? Công an! Quay, bình tĩnh. Công an đâu, công an đâu? Bình tĩnh, không có gì hết, bình tĩnh. Anh em bình tĩnh, không có gì hết. Công an đâu? Dạ, em kêu giỡn chơi thôi chứ làm gì có công an. Trời ơi, cái gì vậy má? Trời ơi, cái xóm tôi tên là xóm đỏ đen. Nhưng mà tụi tôi á là bỏ cờ bạc lâu rồi. Mà kêu như vậy á, lỡ công an hiểu lầm công an hốt nguyên cả xóm tôi thì sao? Đó. Mấy anh thông cảm, em kêu vậy mấy anh mới tập trung. Mấy anh bỏ qua cho em đi mà. Bỏ qua đi mà. Thôi, vẫn chơi thôi. Mọi người tập trung ở đây đi. Tôi sẽ lấy trà sữa cho mọi người uống nghe chưa? Nghe. Còn thiếu một người. Ủa, ai vậy? Soái ca của xóm em. Anh tới rồi. I'm never confused. Anh ơi, hey. Em bước gì? Em chỉ là cái tạ. Em đè anh suốt đời. Quả trời ơi, chị ơi, chị có xeo không chị ơi? Có xeo không chị? Không sao, không sao. Không xeo. Cuộc đời chị á, bị trai đẹp nó dùi dập hoài, chị quen rồi. Bởi vậy đó, em trai dùi dập không sao. À. Ha. Thôi à, mọi người tập trung lại uống trà sữa đường ten nha. Đúng rồi. Mọi người thân mến, lấy trà sữa nha. Quý khách của tôi thân mến. Yeah. Với gói combo 35.000, mọi người sẽ được thưởng thức một ly trà sữa thơm ngon, được chiêm ngưỡng nhan sắc của bà chủ. Và sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ do chính bà chủ thể hiện. Tiểu phẩm đầu tiên xin được phép bắt đầu. Câu chuyện kể về những năm 1930. Tại một làng quê nọ, có một cô gái đã từ bỏ tất cả. Cô ấy không mang theo cái gì cả, không mang theo tài sản, không mang theo ba mẹ. Cô ấy chỉ mang thai. Và thuận theo lẽ tự nhiên, 9 tháng 10 ngày, cô ấy đã hạ sinh được một em bé, đặt tên cho nó là Cúp Bế. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt sẽ tròn, ôi bé cưng. Chị ơi! Chị ơi! Nắm lấy tay em, chị ơi! Nắm lấy tay em, chị ơi! Cố gắng lên một chút xíu nữa chị ơi. Không sao. Chị sẽ cố gắng được. Chị đứng lên, chị đi được. Chị đứng lên.
đứng lên được nào không chứ? Chị ơi! Chị ơi! Bò tới em, nắm lấy tay em chị ơi! Nắm lấy tay em chị ơi! Em ơi! Chị không cố gắng nổi nữa rồi! Sao vậy chị? Chị chết rồi! Em ở lại, em nuôi cháu giúp chị nha! Chị không nuôi nổi nữa rồi, em ơi! Cháu tôi! Bò quay đây với chú con ơi! Cháu tôi! Con ơi! Con còn nhỏ lắm! Con chưa đủ tuổi đi bụi đâu! Về với mẹ con đi con ơi! Trời ơi! Con ơi! Tội nghiệp con! Mẹ không nuôi được con! Chú không nuôi được con! Xã hội sẽ nuôi con! Không! Tôi đi du lịch! Tôi không có nuôi em! Quá trời! Cháu tôi chết rồi! Lỗi tôi! Và kể từ khi tháo pin ra, cháu tôi lớn nhanh như thổi, tự bò ra sân bay và bay về một nơi phương trời xa lạ. Và tiểu phẩm Tiếng Máy Bay tới đây là kết thúc và cảm ơn quý vị. À, mọi người thấy vui không? Vui! Vui cho giữa chàng hút tay đi mọi người ơi! Sữa cho mọi người uống nha. Đây, chè sữa hơi bị ngon luôn. Để bà chuẩn bị sẵn đâu, đưa cho mỗi người một ly, hiểu không? Sau đó là mọi người cắm cái ống hút vô. Đây nào có sẵn nào. Đây, chè sữa đây. Đây, chè sữa đây. Chè sữa thơm ngon đây. Mỗi người một ly nha. Ủa thiếu ly hả? Thôi mấy anh em uống chung đi. Uống chung nào. Mọi người. Trên tay mọi người là mỗi người một ly chè sữa thơm ngon. Bây giờ mọi người hãy cắm ống hút vô đi nèo. Quá trời, mọi người hãy nếm thử đi nèo. Mọi người cảm giác ra sao? Ngon quá, ngon lắm, ngon ghê. 3D cũng thích. Thích là quá trời, dễ thương. Tại sao có một vị trà ngon đến như vậy? Chị ơi, tại sao sữa lại ngon tới như vậy? Chị ơi, tại sao em bóng tới như vậy? Em bóng là do cái cốt của em đó em ạ. Ý em nói là tại sao cái ly trà sữa này ngon tới như vậy? Để có một cái ly trà sữa thơm ngon như vậy đều phải có một bí kíp. Bí kíp từ đâu? Đây. Đây, hãy coi kìa. Mỗi ngày chị thường thức vào lúc 12 giờ đêm, chị dùng nội công thâm hậu của chị. Chị pha sữa. Què sữa, què sữa. Sau đó chị nặng chân trâu. Và sau đó tiếp tục chị pha trà. Để có một ly trà sữa thơm ngon, chị phải nhờ một vị thần tà tửa tường ten xuất hiện giúp chị. Có cung phu, có cung phu. Có nghĩa là cái tiểu phẩm này là dài lắm này nha. Đúng nào. Quá trời. Ủa anh, gì lãng xẹt vậy anh? Gì lãng vậy? Có cái gì đâu mà lãng. Thì bé bị đánh, đánh bà mới chiếu. Bà chiếu bé mới ngủ, mà bà ngủ bé mới mơ. Tiếp tục, đây, vô giấc mơ này, vô giấc mơ này. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Học ngoan, học tốt, quá làm thần. Trà đào, trà sữa, trà toilet. Ra đây mất dép, ai thấy không? Kệ. Cảm ơn. Quá trời tiệc hả chứ. À, thấy rồi.
Quả hổ quả bì đủ đôi dép, tự tin làm phép giúp người đời. À, dậy đi con, cô gái xấu xí. Dậy đi, cô gái xinh đẹp. Ai kêu con xinh đẹp vậy? Có con đây. Nó nói xinh đẹp mà nó tức cái lòng ngực ghê á. Kìa, con kêu ta có việc gì? Dạ, con chào tiên ông. Dạ, con chào ông tiên. Dạ, con chào tiên cô. Ban phước lành cho con. Hết con tiên. Con muốn ta giúp gì? Dạ, thưa tiên cô, hôm nay con muốn gặp tiên cô. Tiên cô có thể nào giúp cho con có một ly trà sữa thơm ngon mà được đông khách không hả tiên cô? Tưởng gì, chờ thần xíu. Muốn có trà sữa ngon thì nghe ta dạy bảo. Nghe ta nói lấy dây ra đi rồi nhớ nhà, lấy cái mang ra đây xong rồi bỏ năm cân trà, xong rồi cho nước sôi hai ngày nó thiêu đẹp dục. Ta nhầm thôi chứ nói thật là ta cũng không biết gì. Nghe xong tức muốn đánh ông thằng bề bông lùa, hỏi ma bông vô duyên sao trời lại dám cho làm thằng ông mà đứng ở đây. Tôi bực bắn lên dần. Nè nè nè, giỡn cho vui, thật ra cắt trồng cuốn này. Ở trong cái cuốn này nè, đọc kiếp đi. Đúng là sách thần có khác. Con đọc nha thần. Đọc đi con. Ôi thật quá à, chỉ là sắp được nghe chuyện cổ tích rồi. Vào một đêm mưa gió, Minh dắt Lan vào phòng. Con ơi, mình qua trang nha. Qua trang, cái này là Minh dắt Lan vào phòng để dạy bí kíp trà sữa. Sau đó, chuyện gì đến cũng đến. Lan không còn một mảnh vải che thân. Dạ, cái này là trà cái gì mà ra sữa đây nè. Thôi, qua nửa cuốn rồi nè. Rồi, đọc đi con. Ê, cái gì mà á không vậy? Dạ, sách nên sao con đọc vậy đó. Sau đó Lan hai chấm á á á á á. Ôi, đâu coi. Chết cha, lấy lộn sách của thần giáo dục giới tính nè. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời. Tôi tới đây là tôi muốn nghe chuyện cổ tích. Nghĩ làm sao mà tự nhiên đọc ba cái chuyện mà giáo dục giới tính cho tôi nghe. Tôi còn nhỏ tuổi mà, em sợ quá mình ơi. Trời đất, bà nói bà sợ mà bà có chồng trước tôi đó. Đổi sách đi anh ơi. Kỳ quá. Anh ơi, từ từ, tập trung bình tĩnh. Nãy giờ chị em tôi diễn tiểu phẩm thôi. Thật ra mà cả nhà biết không, để mà có một cái ly trà sữa thơm ngon như thế này là nó đều có bí kíp, rất là đơn giản. Tôi mua sản phẩm của bột mì Miko hương xưa, matcha, trà sữa matcha đó. Đó, chuyện chỉ là vậy thôi. Chứ nãy giờ mấy cái kia là ảo không à? Nãy giờ là phục vụ văn nghệ cho mọi người hết đó. Ủa chị, ai vậy đây, chị? Đây, xin giới thiệu cả nhà. Đây là em trai của tôi. Nó tên là Nam. Đàn ông quá. Họ Đồng. Cứng rắn quá. Tên đầy đủ Đồng Tính Nam. Em tôi dễ thương lắm. Chị em ơi, em giỏi quá à. Dạ, em không có giỏi dần ở đó đâu. Trời, em thấy tiết mục mình nó là cũ rồi. Cho nên đó, em kêu người ta về đây hát phục vụ cho mọi người đó, thu hút nhiều hơn. Hay quá à. Em mời tới hai danh ca về đây luôn. Trời, ai vậy? Một ở hải ngoại, một ở Việt Nam. Trời ơi. Mày gan quá. Nhà bán trà sữa mà kêu hải ngoại với danh ca Việt Nam. Rồi về đây tiền cách xe tôi trả bà nội. Yên tâm, chuyện đó để em lo. Để em lo hả? Và sau đây là màn trình diễn của danh ca Bảo Yến. Trời ơi.
nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đắm thắm hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đắm thắm. Xin chào tất cả quý vị, anh chị, các bạn. Và tiếp theo Bảo Yến, chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón danh ca hải ngoại Hoàng Oanh. Kiếp sau không sầu, em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu, từng đắng cay dài dầu cho ô thước bạt ngầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em tránh, hỏi anh biết hay chăng. Mọi món đợi hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập ngừng. Mọi món đợi hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập ngừng. Ôi hay quá chị ơi. Dạ, cô Hoàng Oanh tặng cô con búp bê. Dạ, chị Bảo Yến tặng chị bông hoa, chặn hoa. Dạ. Hoàng Oanh xin thân ái kính chào toàn thể quý vị
khán thính giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay và khắp nơi trên thế giới. Một lần nữa, Bảo Yến cũng xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả thân thương có mặt trong buổi tối hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Cô Hoàng Quanh, chị Bảo Yến, cô Hoàng Quanh ơi, cô ca, cô hay quá à. Mà nhìn kỹ lúc cô hát á, nhìn cô giống Thanh Duy Idol quá à. Dạ, này cô tặng con á cô. Dạ, rồi con cũng được tặng trời qua ơi, đó. Dạ. Hoa. Trời ơi. Trời ơi, quý vị bộ tay to đi nào. Trời ơi, cảm ơn cô. Sẵn trà sữa cũng có, được tặng hoa nữa cô. Thôi thích quá à. Thích quá. Con hỏi cô cái gì mà cô quên rồi. Cô Hoàng Quanh. Dạ. Nhìn cô diễn con thấy cô giống Thanh Duy Idol lắm cô. Trời ơi. Con nói cô như vậy là còn đỡ đó. Dạ. Bữa cô ra đường, kê có cái chú đó mà áo xanh ngoài kia kìa. Dạ. Chạy tới nói với cô, trời ơi, chị Hoàng Quanh, sao bữa nay nhìn mặt chị như Hoàng Sơn quá vậy? Trời ơi, sao Hoàng Quanh mà giống Hoàng Sơn? Tự nhiên Hoàng Sơn. Hoàng Quanh mà giống Hoàng Sơn. À. Chú Hoàng Sơn, chú đâu có tóc đâu. À. Hoàng Quanh tóc quá trời luôn à. Thì đó. Thì đó. Ê, cái này lộ luôn Thanh Duy Idol đúng không quý vị? Ôi. Lộ Thanh Duy Idol rồi. Dạ. Chị Bảo Yến. Ơi. Chị ơi. Ơi. Trời ơi. Này vô vô đây á. Dạ. Em, đó em kiểu chị Bảo Yến bị chị của Hoàng Quanh hoài à. Dạ. À, mà chưa biết tên em nơi. Dạ. Em tên chi? Dạ em tên chi? Không phải. Không phải. Có vẻ như là hiểu lầm rồi đó. À, cô đã hai cô hỏi em. Thì em phải trả lời chứ. Em nghe kỹ nè. 2, 3. Em tên gì, em tên chi? Cho cô biết em tên là gì. Em tên gì, em tên chi? Cho cô biết em tên là chi. Chi? Không phải. Em nói cho nghe nè. Ló bảng trà sữa hoài à. Bất quên tiếng Việt Nam đúng không? Người ta danh ca hải ngoài á. Người ta ở bên nước ngoài lâu ngày. Thì người ta mới quên cái tiếng Việt Nam đi. Em ở đây thì em phải nhớ nè. Em phải phân biệt là người nào hỏi và người nào trả lời. Hai cô hỏi thì em phải trả lời nè. Nghe lại nè. Em tên gì, em tên chi? Cho cô biết em tên là gì. Em tên gì, em tên chi? Cho cô biết em tên là chi. Em tên là chi. Tên đầy đủ của em là Đồng Tĩnh Chi. Đồng Tĩnh Chi. Cầm giùm cô cái. Tĩnh Chi ra đây cô nói nè. Dạ. Em là Tĩnh Chi đúng không? Dạ đúng rồi. Họ Đồng Tĩnh Chi lọt chữ Tĩnh. Dạ. Giống như là Nguyễn Bảo Yến. Thì người ta gọi là nghề danh là Bảo Yến vậy đó ha. Dạ. Cô Bảo Yến. Chị Bảo Yến ơi. Nãy giờ em thấy chị ca nhìn chị giống Long Nhật quá à. Bày bà. Giống Long Nhật đó mà giống Long Nhật. Em nói vậy là mắc cỡ lắm. Người nhỏ phải giống người lớn. Chứ người lớn làm sao mà giống người nhỏ đúng được. Đúng rồi, đúng rồi. À, thằng Long Nhật là giống chị. Giờ thôi chị đi nha. Dạ. Em đi trước nha chị Oanh. Em đi đi. Chị đi nha. Dạ đi đi anh Long Nhật. Ủa? Nè, giờ cái con nhỏ này nó cứ kêu tới kêu lưới hoài à. Hai chị em chưa kịp chào nhau gì trơn nè. Nè, 2, 3, giáng ra. Trời ơi, trời bên ơi, đi đâu đây? Hoàng Quanh. Bảo Yến. Quanh. Yến. Trời ơi. Yến Quanh. Trời ơi, cái tên này mà giống như hai con chim Oanh Yến, Yến Anh vậy đó. Oanh Yến, Yến Oanh là một hai loài chim ca hót làm đẹp cho cuộc đời này. Quý vị có đồng ý không à? Đó, hai con chim Yến Oanh làm đẹp cho cuộc đời này. Thì nói cho mà nghe nè. Trời ơi, tím vàng xanh tím đẹp quá à. Mặc đồ quả rần rần đi đâu vậy? Đi uống trà sữa đi thôi mà. Uống trà sữa thôi mà mặc đồ mà xanh đỏ tím vàng quá vậy nè. Đồ màu hai chị em mình giống nhau quá đi. 2, 3. Vàng vàng xanh xanh tím tím. Vàng xanh xanh tím tím xanh. Xanh tím xanh vàng tím xanh. Vàng xanh vàng xanh vàng tím. Vàng xanh vàng xanh vàng tím. Vàng xanh vàng xanh tím xanh. Tím xanh xanh vàng xanh tím. Tím xanh vàng xanh. Vàng xanh vàng tím tím xanh xanh vàng tím xanh. Vàng xanh vàng xanh vàng tím tím xanh xanh vàng. Vàng vàng xanh xanh tím tím. Vàng xanh xanh tím tím xanh. Xanh tím xanh vàng tím xanh. Vàng xanh vàng xanh vàng tím.
vàng xanh vàng xanh vàng tím, vàng xanh vàng xanh tím xanh, tím xanh xanh vàng xanh tím, tím xanh vàng xanh. Thôi đi nha, vàng xanh vàng tím tím xanh. Đi qua live sau thì nha, chào nha. Xin chào quý vị. Dạ anh ơi, anh Long Nhật, anh cầm cho nhà anh Long Nhật. Dạ trả hàng cho anh nè. Ủa chị Bảo Yến cho anh Nhật không nha. Dạ. Sao em có hai hào, em quá hay luôn. Quán mình mà bán trà sữa mà có những danh ca hải ngoại, danh ca trong nước về hát như vậy, đảm bảo quán đông khách liền. Trời ơi, chưa hết đâu, em làm một cú này là chị quỳ lại em luôn nè. Ủa làm gì ạ? Trời ơi, thấy chị buôn bán một mình ên ở đây nè, buồn chán quá đó. Em kêu người ta về đây bán chung cho chị cho sầm uất chơi. Chị, em kêu người ta về bán sầm uất hả? Đúng rồi. Khu phố mình là phải buôn bán nhiều mới vui. Đúng rồi, buôn bán tấp nập lên. Ủa mà em kêu họ bán cái gì vậy? Trà sữa. Mày có bị khùng không thằng quỷ? Quỷ yêu nghiệt. Mày nghĩ sao mà em kêu trà sữa sao được? Trà sữa giờ đây nó cạnh tranh, nó giật khách khách kiện sao? Đâu được. Phải làm gì anh ơi? Phải làm gì để mình vui hơn? Nhân dịp ngày hôm nay quán trà sữa của tụi em mới khai trương, em mời tất cả các anh mỗi người một bình. Các anh nhớ ủng hộ quán cho tụi em nha. Và còn bây giờ em xin mời mọi người hãy lắc cùng em nào. Sao bé không lắc? Sao mẹ không lắc 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 sao mẹ không lắc 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 sao mẹ không lắc 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 lắc. Em kêu con sao chứ? Bên kia quán trà sữa hot girl, con nào con nói chân nó dài tới nánh luôn. Mà chị thì chỉ có nách dài tới chân thôi. Rồi sao mà chị buôn bán được em ơi? Em qua em giúp chị em ơi. Chị đỡ cho em. Cái này là lãnh vực của em. Đỡ đó cho em. Đứa qua nào giúp chị đi em ơi. Đứa nào lấy giật... khách về. Đứa nào giật khách của chị teo. Bước ra đây. Anh gì ơi, hay là anh lắc cùng em nha. Tất nhiên rào. Ừ sao bé không lắc. Chị dẹp quán của chị đi. Dẹp quán của chị đi. Chị hết thời đâu. Bây giờ là thời của hot girl. Chị về hot rác đi. Các em. Dạ. Anh ủng hộ các em hết mình. Yeah. Sao mẹ không lắc. Khách đi hết rồi chị ơi. Mày thấy chưa? Mày thấy tai hại của mày chưa? Mày bày giặt mày tài lên sẵn sẻ. Mày kêu quán cạnh tranh, giờ đây giờ nó lấy hết khách của tao rồi, giờ sao tao buôn bán rồi, trời ơi trời. Cái em biết chết. Rồi, em biết rồi, cái này là lỗi của em. Em không thể nào ở đây nữa. Em sẽ bỏ đi thật xa, cho vừa lòng chị. Em bỏ đi đâu vậy? Đi vô ăn cơm. Trời ơi, người ta nói cuộc đời là lên voi xuống chó. Tự nhiên tôi đang là con voi rồi tự nhiên tôi là con chó là sao trời ơi. Quán trà sữa khách hết rồi. Trời ơi khách đi không ai mua hết á. Rồi bây giờ tôi chết luôn rồi. Rồi em tôi nó cũng bỏ tôi luôn rồi. Có ai cứu tôi không? Lại nói nó rồi. Thiệt là đúng lúc. Cảm ơn mọi người. Cho em tỉ mũi. Ê, dơ nha. Rồi dơ mẹ nó cái cọng dây chói nó sao chứ. Thôi giục tôi đi. Anh ơi, lại cho em biểu. Làm gì vậy? Vậy không tin luôn trời. Anh ơi, vậy lại cho em biểu. Trời má ơi, má xấu mà mắt dơ nữa má. Mấy anh là ai vậy? Đúng rồi. Đại ca, đúng bà này rồi. Có đúng bà này không? Đúng. Chính xác là bà này đúng không? Chính xác. Bà cho tôi hỏi, bà có phải là Đồng Tính Chi đúng không? Đúng, tôi là Đồng Tính Chi nè. Bà là chủ một quán trà sữa rất nổi tiếng về sầm uất đúng không? Đúng, quán trà sữa của tôi trước đây rất là sầm uất, bây giờ quan du lắm. Bà chủ tôi sai đến đây để bắt bà về chỉ tội.
anh bắt cóc tôi hả? Đúng. Mấy anh bắt cóc tôi hả? Đúng. Mấy anh bắt cóc tôi có nghĩa là mấy anh sẽ tra tấn tôi. Tôi sẽ tra tấn bà. Mấy anh sẽ tra khảo tôi. Đúng, tôi sẽ tra khảo bà. Mấy anh sẽ nhận nước tôi. Tôi sẽ nhấn nước bà. Sau đó mấy anh sẽ hiếp dâm tôi. Không à? Nè, đóng vô má nha. Đóng dâm vô à? Dạ. Con nhìn má này con ói má nha. Tha cho con đi. Dạ. Dạ. Đúng. Vậy là mấy anh không có hiếp dâm phải không? Thề luôn, thề luôn. Không hiếp dâm phải không? Không dám. Đừng hiếp dâm nha. Thề không hiếp dâm. Em sợ hiếp dâm lắm. Cái gì vậy? Dạ. Mà sợ mà sao mắc cởi ra hoài vậy bà nội? Em bị liều, em bị liều. Bình tĩnh chưa? Dạ em bình tĩnh rồi. Ở đây tụi tôi chỉ hiếp chứ không có bắt. Kìa nó nói hiếp kìa. Má ơi con cứ đang mắng bào má ơi. Vậy hả? Con đứng đây làm gì bắt mà? Bà tính dụ tôi hả? Bà tính dụ tôi đúng không? Bà tính hãm hiếp đời trai tôi hả? Bà ngon rồi. Bữa nay tôi sẽ bắt bà về cho bà chủ của tôi. Mấy người không có dao kìa. Mấy người đừng có tưởng tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm. Mà mấy người muốn làm cái gì tôi thì làm. Mấy người lại gần tôi đi, tôi sẽ giết chết mấy người đó. Mắc gì mày sợ? Sao không sợ? Tụi mình hai người, nó có người à. Sợ nó làm gì? Ờ ha. Nè, đâm đi. Mở không? Đâm đi. Đâm đây. Nào, hãy đâm đi cô bé à. Đây. Chị đừng lo, còn em nữa. Cái gì? Em trai tôi đến rồi đó. Tôi có hai người. Mọi người, tôi không sợ đâu. Rê, rê. Em trai, hãy ra cứu chị. Giao đây. Em mình mà sao phóng dao nó vậy? Chị xin lỗi em, chị phóng chơi màu không mà sao nó trúng cặp giò em luôn vậy? Không sao, không sao, em mặc tới hai lớp quần lận. Ồ, hay quá. Mày không được đụng vô chị tao. Tao không dám đụng chị mày đâu. Em vừa bị thương, em không làm được gì đâu. Em chứng yếu tay mày, em để không, chị. Để em con trai, để em con trai, để em mà. Mày chết chứ chị tao. Ủa, em mình mà, tao đâm nó hoài vậy. Ê, chị làm như 12 con giáp nó hạp nhất con dao hay sao á. Cứ lủi vô đây miết. Chị xin lỗi em, chị hậu đậu quá. Để chị cứu em. Dạ. Rút ra sao không nói bà nội. Nó mà thương luôn á, thiệt á. Thiệt á. Chị ơi, bây giờ trả thù cho em. Em để đó, từ từ, bình tĩnh. Để chị trả thù cho. Cũng vì mày mà em tao bị thương. Cái gì? Tính làm gì? Hả? Ôi! 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 Hơi, tắt đi. Chị nói thiệt cho em nghe đi. Chị thuê hai thằng này về để có cớ chị đâm em đúng không? Kêu về để đỡ tốn kém em cho đó. Chị hậu đậu, chị xin lỗi em để chị cứu em. Rút ra sao không nói nữa bà nội. Em, bây giờ có cách nào khác không? Bây giờ nè, chị dùng mỹ nhân kế, chị dụ nó, em lấy cái cây đập từ sau lưng. Đây. Ôi. Anh. Ôi. Chết chứ. Anh tính bắt cóc em hả? Ôi, bước quá kìa. Ôi. Trời ơi, đúng đúng nữa. Trời ơi. I'm never confused. Hey. Cảm quá. Yeah. Hay ghê luôn á. Tính ra bà yêu chứ. Đập ba nhát còn đi tới lui được. Ăn có cái đập nằm luôn à. Thôi mấy anh chăm giùm chị em. Em vô em chăm cho em cái. Quá trời khổ quá trời. Tính ra hai mình bắt bà này dễ quá. Khỏe re luôn. Bắt về cho bà chủ. Em về. Ê, ê,
gái ta ghét. Trời đất ơi, chết rồi, nó bắt người yêu của tôi rồi. Trời đất ơi, em ơi. Dạ, dạ cái gì vậy? Em ơi. Dạ sao? Em ơi, chị gái của em. Chị em sao? Bị bắt cóc rồi. Ủa anh ơi, anh vậy, anh là người đưa thông tin, em nhận thông tin, em phải là người xỉu. Anh quên, anh hiểu tại vì anh sốc, em hiểu không? Em là người xỉu, rồi. Anh nói lại nha. Dạ, sao anh? Em ơi. Dạ. Chị gái của em. Chị em sao? Bị bắt cóc rồi. Chữ không xỉu kịp luôn á. Ông làm như ông xỉu mới vui hay sao á? Anh làm lại nha, anh làm lại. Tôi là người xỉu. Rồi, em là người xỉu nha. Em ơi. Dạ. Em ơi, chị gái của em. Dạ. Bị bắt. Em ơi, anh chưa nói hết câu mà. Tôi phải xỉu trước khi em nói xong mới kịp với ông á, tôi nói thiệt á. Mày diễn vậy là biết trước kết quả. Làm lại đi. Tôi. Rồi, tao biết rồi. Dạ. Em ơi. Dạ. Chị gái của em. Chị em sao? Bị bắt cóc rồi. Tôi cho luôn á. Tôi cho nữa, ông làm gì nào được, vỗ tay đi. Ừ, làm đi. Vỗ tay cho em cái đi mọi người. Bây giờ cứu chị đi. Bây giờ phải đi giải cứu chị gái của em thôi. Đi thôi. Đi. ฉันก็จะตายกับเธอมาลิ้วแลในอันไม่ว่ารักแต่ทำไมไม่เทคแคร์เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินก็เชิญเธอออกมาจัดดีไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้หรือบ้างหรือเปล่าคนที่เงาเขาอยากเจออ้อยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอให้สิ้นใจโอ้ยฉันจะตายกับเธอมาลิ้วแลในอันไม่ว่ารักแต่ทำไมไม่เทคแคร์เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินก็เชิญเธอออกมาจัดดีไหมนะคะเจอกันสักแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้หรือบ้างหรือเปล่าคนที่เงาเขาอยากเจออยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินก็เชิญเธอออกมาจัดดีไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะคะนะคะออกมามาหากันรู้หรือบ้างหรือเปล่าคนที่เงาเขาอยากเจอนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บนึง
ôi khi tương trăng lời mây chờ căn ma tăng ngàn ôi khi nắng kha ông mà ma há căn rú rú ba được làm còn tình ngâu không giác chờ. Mua tour đi du lịch gọi xuống. Ủa tôi ăn bị bắt cóc hả? Bắt cóc xuống đây đẹp. Bắt cóc đất nước gì mà đẹp dữ trời. Nhanh đi. Không phải lại. Bắt cóc mà làm như đi du lịch nghỉ dưỡng vậy. Tức dễ sợ tức. Sao tức? Tức cùng là ở đợ với nhau. Tụi nó thì ở nhà múa hát. Còn mình phải đi bắt cóc mẹ là về có tức không? Tại ta đẹp, ta lại ta muốn hát cho bà chủ coi. Còn tao mày xấu mà làm chuyện nặng mày hiểu không? Vậy tôi gì mà nói tôi xấu? Chị em xấu không chị? Tôi sẽ ói nó cũ lắm nhưng mà tại vì trong trường hợp nó quá hợp lý nha. Mày là đáng bị ói lắm. Gọi điện cho bà chủ đi. Lại ca đi lệch cười lút lao mới lạp cai và em bật là được 3-4 ngày rồi mà không thấy ra cá tỏi á. Dạ. Rồi sao bà chủ trả lời sao? Bà chủ nói á là ba sắp tỏi. Ba sắp tỏi à? Dạ. Ừ. Ê, nói nghe à, nó nói tiếng Huế hay tiếng Thái vậy? Thực sự cái gốc gác của nó là người Huế nói tiếng Thái. Đó, đúng rồi đó. Vậy hả? Không hiểu theo tiếng nào thì hiểu. Ủa cái mọi người nói bà chủ mấy người là ai vậy? Sao tôi không biết gì hết trơn? Tôi nói cho bà biết, bà chủ tôi là người giàu có nhất cái vùng này. Bà chủ tôi là người rất là nổi tiếng. Tất cả những cung điện như thế này đều là của bà chủ tôi hết. Như vậy? Chính vì lẽ đó, bà chủ tôi là người nghèo nhất cái khu vực này. Cái này mâu thuẫn vậy trời? Cái gì vậy? Trời ơi! Nhiều tài sản trù phú mà cuối cùng là nghèo nhất là sao cho lội cho nghịch cảnh quá vậy? À không, ừ. Bà chủ tôi là giàu nhất cái khu vực này. Ồ, giàu, hợp lý. Và ừ. Chính vì lẽ đó bà chủ tôi là người không ai biết tới. Kỳ vậy trời, người giàu ta phải nổi tiếng ta biết chứ. Người ta giàu người ta nói tôi đâu có biết bà giàu hay là nghèo. Nha. À. Đừng có nhiều chuyện một hồi là thấy cảnh tôi nói cho bà biết. Tôi bắt bà ở cái vị trí cái ghế này là bà phải cảm ơn đi. Bởi vì sao cái ghế này là cái ghế nó bình thường thôi bà biết không? À. Chứ tôi nhưng mà đưa bà qua cái ghế này nghịch lý cuộc đời bà sẽ thấy đau khổ. Bởi vì nó là cái ghế điện. Mấy ông có bị nhũn não không? Tại sao nhũn não? Hai cái ghế y chang nhau mà tự nhiên có nói ghế đó ghế điện ai tin. Trời ơi. Được, qua ngồi làm liền. Dạ, ủa cái gì? Hả? Qua làm cho bà tin. Ủa làm tin hả? Chết à, chết thiệt á. Chuyện chơi nha. Bà hãy nhận đi, cái ghế này nó ghê gớm lắm. Cái nút đâu rồi? Dòng điện 240V đang truyền vào cơ thể của nó. Tắt. Bà thấy không? Em chưa kịp thấy. Nãy thấy con này cắn ngứa gãi chân quá trời chưa kịp thấy. Trời đất ơi. Rất mệt mỏi, làm ơn tập trung những lúc như vậy đi. Dạ. Để cho kỹ vô. Dạ. Gán đi, cho bà thấy cái ghế này nguy hiểm coi nè. Ngồi yên đi. Dòng điện 240V đang truyền vào cơ thể của thằng bé. Ôi từng thớ mỡ tắt đi. Bà thấy không? Thề luôn, cái lưng anh như lưng voi á. Nát mẹ vậy luôn á. Trời đất ơi. Khá thử, chắc mày chết luôn. Ê. Tháo ra đây, cho bà qua tự coi đi. Dạ. Mệt mỏi với bà quá. Ghế điện hả? Ghế điện. Cái nút đó thấy không? À, nút đây phải không? Đúng. Để nhấn vô, thôi. Nhấn. Bà thấy chưa? Ê, có cái nút tăng lên nữa nè. Tăng đi. Tăng. Bà thấy nó ghê gớm cỡ nào chưa? Ngu quá mà nãy chui đây mở công tắc không kịp thấy luôn á.
Bà không nói gì nhưng mà được cái nghe mùi khét lẹt à. Thì bật công tắc là phải ra coi chứ. Trời ơi, thành heo quay rồi nè, mình ăn thịt heo đi anh. Để tôi làm lại. Con lại cha, con lại cha. Nghe con lại cha với mẹ nha. Dạ. Dạ, thôi, chỉnh điện 101 cho đỉnh, 220 là chết con rồi. Thì phải làm cho ba sợ chứ. Sợ gì? Mệt quá à, thôi. Làm giật điện hoài không vui vậy chứ mà. Cho tôi gặp bà chủ của mấy người đi. Muốn gặp bà chủ tôi đâu phải là dễ. Dạ. Đâu phải là dễ. Ủa dạ? Rất là khó khăn khi gặp bà chủ của tôi. Nè, không phải muốn gặp bà chủ tôi là gặp đâu nghe chưa. Kêu bà chủ vô. Dạ. Dạ mời bà chủ à. Dạ, bà chủ. Đây là người con đã bắt về cho bà chủ. Bắt được con Tinh tên là Chi chưa? Dạ đúng, đây là Đồng Tính Chi. Trời, Đồng Tính gì ngộ vậy? Dạ. Mặt nó đâu? Đây. Thôi, trời đất ơi, tao nhìn mày y chang đang soi gương vậy đó con. Trời đất ơi, bên đây chỉa một, bên đây chỉa gấp đôi. Trời ơi, mời bước ra dùng ánh sáng đi con. Trời ơi, phiên bản nhân đôi. Trời ơi, không ngờ là cái hàm răng tôi hô hô đẹp hơn bà luôn. Mày nói gì? Tục dạng hô hớm hỉnh mày hiểu không? Mày là hô hỗn hào đó. Cái miệng mày chắc cũng là đã treo từ trong bụng mẹ rồi. Cái lúc đẻ bác sĩ ghét kéo cái mỏ ra trước nó hô cỡ này nè con. Bước ra đây, nó thiên hạ chiêm ngưỡng cái bờ môi của mày. Bước ra. Mày ráng ngậm miệng lại được không? Ráng ngậm miệng lại. Cố gắng hết sức rồi đó, nhiều đó rồi đó. Ráng không được luôn đó hả? Không được. Trời mẹ ơi, cái này keo 502 dán còn bung nữa nè. Ê, cái nụ cười mày nghiệt ngã quá ha. Cái mặt mày làm giới hạn đám tiệc cho mày đó. Sao mày vậy? Chỉ đi được đám cưới thôi, đâu đi đám ma được con. Rồi. Vô đốt nhang mà chúng tưởng cười xác chết bật dậy giả vô mặt mày đó. Nhắc bà chủ nhắc mày nhớ. Con á buồn lắm. Bữa hôm đi đánh tang vô mọi người khóc quá trời. Con thấy con thầy ăn tụng kinh, con cũng đứng sau lưng ổng chặt lưng áo ổng ướt quá trời luôn. Ủa mắc gì cái lưng áo ổng ướt? Dạ, người ta khóc còn nước miếng con chảy ướt lưng áo. Trời đất ơi, người ta khóc ra nước mắt, mày khóc ra nước miếng đó hả? Dạ, bởi vậy. Nhưng mà không sao bà. Gì? Cái răng con này mà lợi hại nha. Sao lợi hại? Ở quê con á, mỗi lần mà trời mưa bão tới á. Ừ. Làng bà con người ta đứng dưới răng con người ta chiếu mưa luôn á. Thôi mày, cái miệng mày cười như là động thạch nhũ phong nha vậy đó. Không có thạch nhũ là xấu như cái răng của mày hết trơn trời á. Ê, cái ý tưởng này hay nè con. Nữa hả, mưa bão vừa ập tới, dân làng núp dưới máng xói của tao, tao núp dưới máng xói của mày, máng xói của mày che chở các xã hội qua một mùa giông bão đó con. Dễ thương quá bà à. Bà chủ ơi, chúng ta nhìn rất là đẹp. Chúng ta là răng tung tăng đi trước, môi lại lướt theo sau. Răng chưa vào, người đã vào chào cô ạ. Thì còn câu nào mới hơn không? Dạ hết rồi. Xài từ gala tới giờ vẫn còn xài hả con? Dạ, miếng cũ vẫn còn xài. Thôi, mời bà chủ. Rồi, hả? Ủa bà chủ bắt cóc con chi vậy? Trời đất à, ơi. Con biết bà chủ bắt cóc con chi rồi? Gì? Tại thấy hàm răng con đẹp hơn bà chủ không vô bắt cóc con phải không? Mày lo mày xỉa xói hàm răng, mày quên hỏi tao là ai hả mày? Dạ. Không hỏi thôi, tao tự tao giới thiệu mày. Dạ. Ta là bà chủ ở xứ trà này. Ta là em gái của Kia T-Sắc. Ta chính là Kia Morning. Ủa? Sao cái tên bà giống hãng xe hơi vậy bà? Thì đúng rồi, cha mẹ đặt tên đó để mong ta được nhiều chàng trai nhảy lên lái ta đó mà. Dòng họ ta toàn là quý phái không à. Ta là Kia Morning. Em gái kế là Kia Afternoon. Em trai út của ta là Kia Evening. Nhỏ đỡ là Kia Hốt Rác. Con chó cũng có tên nữa. Kiki ơi lại đây biểu. Cái gia đình bà quý trọng ơi, quý tộc quá à. Chính xác. Bà bắt con chi nữa rồi bà? Nhỏ này nó ngu ghê. Con tin mà nó không có não hay gì á. À, bà bắt con về đây phụ bà nạo dừa bán chè á. Ấy làm như thường thường mấy đứa sống hay chê nhau hay sao á. Tao giả vô mặt mày cái mày. Mày ý mày làm răng sứa mày muốn nói gì mày nói hả mày? Bà chủ thôi, bà chủ chửi con. Trời đất ơi. Nè, cô là thuộc dạng hoa hậu đó.
Dạ. Hoa hậu ở tỉnh, tỉnh Bến Tre. Dạ. Hoa hậu ở huyện là huyện Mỏ Cày đó, hiểu không? Dạ. Bớt soi mói ta lại. Dạ. Ta bắt cô về đây vì cô có tội quyến rũ con trai duy nhất của ta. Ủa, con cũng có quyến rũ con trai bà hả? Quyến rũ được không? Được. Trời ơi, cuộc đời tôi thề luôn nha, tôi chưa quyến rũ được ông nào hết trơn á. Dụ mãi không ai chịu chân mà có quyến rũ được hả? Mãi. Sở dĩ cô thành công là vì nó nhìn cô mà nhớ mẹ của nó đó, hiểu không? À, vậy hả? Bớt tự tin lại một chút. Dạ. Cô nhớ lại đi, có phải dạo gần đây 2-3 năm nay rồi, mỗi buổi sáng mở cửa tiệm trà sữa của mình ra, cô thấy trước cửa ngập tràn hoa hồng không? Ờ, đúng rồi, có hoa hồng. Có. Rồi suốt mấy năm nay, những dịp lễ Tết trong năm, cô nhận được sô-cô-la, trang sức và những món đắt tiền không? Đúng rồi. Biết đúng. Ở đâu ra không? Đâu vậy? Con trai tôi tặng cho cô đó. Mà phải chứ nó tự mua không tức. Nó ăn cắp của tôi. Hả? Là của trai tặng cho tôi. Hả? Nó lén lén trong đêm nó gom về thảy lên máy bay. Nó mướn bộ ekip xịt tưới tươi liên tục để về Việt Nam tặng cho cô đó. Hả? Có luôn hả? Có tôi mới tức chứ. Có tôi mới nói chứ. Hỏi ai có con trai bất hiếu. Bắt đi. Bắt. Tao hô hơn rồi. Nó giật lòi thằng cắt luôn rồi. Cho nó giật lại đi. Cho nó thu cái thằng răng tao vô. Thấy món tao rồi kìa. Quỳnh luôn đây, Quỳnh luôn đây. Chóng mặt quá. Trời đất ơi. Bà chủ, tội nghiệp bà chủ thiệt. Cái gì? Con biết làm sao cái cấu hình răng bà nó bị hư rồi. Tại sao? Tại mỗi ngày điện nó giật bà riết răng bà nó hô. Răng phóng nát bàn thờ nhà mày không? Mày ngồi xuống ghế với tao không? Dạ. Chứ mắc mới gì mày hô? Mày thần tượng cái mỏ của tao hả mày? Hả? Dạ không có. Con hô là tại con bị đột biến gen. Hay ho quá ha. Dạ. Cô ngồi đó đi. Ừ. Hôm nay tôi bắt cô về đây, đừng mong gặp lại con trai của tôi nữa. Tôi triệt cho cô chết. Hả? Tụi bay, đem rượu độc ra. Dạ. Đem ra nhanh lên. Cái mỏ mày thiệt á, làm tao hại người cũng khó nữa mày thấy không? Thiệt tình á, cái miệng con đó tội nghiệp lắm. Mỗi lần nín đi, nín đi. Thiệt đang giết người mà chồng gọi khổ ghê vậy đó. Alo, mình hả mình? Mình đang nhậu với sếp hả mình? Em đang giết người mình ơi. Dạ, thôi mình uống đi, em không biết uống rượu. Ôi sếp hả sếp? Dạ tao uống với công ty Mịnh Liên nha, nha. Rồi, đợi em nha. Cho tao mượn ly rượu coi. Dạ đây. Chi, mời cả công ty mình nha. Hey. Hey, hey. Bye bye sếp nha sếp, chào cả công ty. Trời rượu nhà em á, rượu quý ngon dễ sợ. Chào các công ty nha. Thuốc giải đâu, thuốc giải đâu? Lấy thuốc giải. Đưa thuốc giải cho tao, nãy mà xếp bây giờ chết nè. Nè nè, bà chú, bà chú. Nước, 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 nước. Nước hả? Nước, nước. Thuốc giải, thuốc giải, thuốc giải. Thuốc giải. Thuốc giải. Nước, 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 lên lên, lên lên, nước, gì vậy, lẹ đi, nước, nước đâu, nước, nước, bây giờ, tính 2, tính 10, đầy bình, đầy bình. Chào rồi kìa. Sống rồi. Ổn chưa? Cảm ơn mày. Chấm rưỡi. Đầy bình, chấm rưỡi.
Mọi bữa tao đổ đầy bình chỉ có 100 thôi. Bữa nay 150. Mắc mới gì 150? Dạ răng cắn hư cái bà. Rướng hết của người ta. Tao kêu mày đổ nước, mày thừa cơ mày vũa răng tao hay gì? Vô tự mở khóa tủ lấy vàng đi. Hay quá. Đẩy cái xe vô luôn. Mẫu hậu ơi, con về rồi nè. Trời ơi, nó đâu về vậy? Con trai về kìa. Trời ơi, trai đẹp. Trai em đi chơi nè. Chị đẹp nè. Chị vậy? Mày đứng lại. Mày đứng lại cho mẹ. Mày đứng lại cho mẹ. Mày. Ủa tao giết gì cực vậy? Cũng quay lại chỗ cũ để nói chuyện vậy. Dạ. Dạ thưa mẫu hậu, con về rồi thưa mẹ. Mày bị rối loạn ngôn từ hả con? Mày kiếm một chữ mày nói thôi. Mẫu hậu là mẫu hậu, còn mẹ là mẹ. Mình kêu cho nó sang chảnh đi. Sao sang? Mẫu mẹ. Mày kêu mẫu mẹ đi cho sang, nói chị tao đó. Dạ thưa mẫu hậu, con về rồi thưa mẫu mẹ. Mày nói lại chữ mẫu mẹ coi. Mẫu mẹ. Mày nói lại coi. Mẫu mẹ. Mày chửi tao. Mày thừa cơ hội mày chửi vô mặt tao. Dạ không có. Bây giờ mày kiếm từ khác mà nói đàng hoàng đi. Dạ thưa mâm. Tiếng Anh sang đó con. Mâm ơi, tất cả mọi chuyện ngoài đời làm con đã biết hết tất cả rồi mami à. Mày nhồi anh ngữ rất lúa hả con? Đi học nhiều quá nên cái não nó bị nhũn, nó rối loạn. Mày chốt một từ cho mẹ nha. Tao không ham từ u. Nghe sưng mình sưng mẩy nha con nghe nghe. Mẹ. Cũng được. Má. Mày nói đại cái gì mày nói, tao không bắt bẻ mày nữa. Khỏe không mày? Tao giải cho mặt mày nghe. Mày mất dạy với mẹ đó con nghe nghe. Con xin lỗi, con xin lỗi. Bây giờ mày thử mày nói chổng không coi. Khỏe không? Ha vậy dễ thương. Tại sao lại bắt tôi yêu của con? Đây. Cái gì? Tôi là người yêu của anh hả? Tôi đâu biết anh là ai đâu. Em không nhận ra anh sao? Không, em không biết anh luôn á. Anh nè, bởi vậy 20 năm nay rồi, không nhận ra là đúng rồi. Có một người về với anh, người này em chỉ cần gặp thôi, người đó sẽ cho em biết anh là ai. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Trời ơi, em tới cứu chị đây. Trời ơi, mấy trăm người đã ủng hộ một cái chết nè. Ủa nó chết hả con? Con không biết nữa. Tội nghiệp em tôi, phần 1 tâm ba nha dao không chịu chết, phần 2 qua Thái Lan tìm chị lộn 3 dòng chết ngắt. Tịnh mệnh rồi em ơi. Ê rồi bây giờ sao? Bây giờ nó chết chỗ này đâu có chôn được, chắc phải thiêu thôi à. Mà mắc gì không chôn được? Trời ơi làm gì kiếm đâu cái hòm mà hình chữ L đâu. Rồi bây giờ phải làm sao? Phải mua thêm cái hòm nói vô được không? Không được đâu. Mấy người nó nặng lắm, mấy người ẩm vô hỏa thiêu giùm tôi. Ẩm đi, ẩm đi. Phụ ta. Ẩm nó đi thiêu đi tụi con. Phải ẩm hả? Phụ ta. Lẹ. Nắm đi, ừ nhanh. Đúng rồi. Ê cái gì vậy? Ê cái gì vậy? Rồi nó đầu thai luôn rồi. Nghỉ đầu thai luôn. Chết kiểu này là nghỉ đầu thai luôn thiệt á. Ở dưới là thấy một lần đúng không? Từ bữa tập tới giờ là 8,000 lần. Học diễn xuất mà cho ra diễn xiếc không à. Không sao đâu con, mình tập quen đi. Nửa chết xuống dưới đỡ tốn cháu lú. Em ơi, nói cho chị em biết đi, anh là ai đi? Trời đất ơi, giờ tên tôi còn không nhớ nữa mà. Trong đầu bây giờ là toàn hình ảnh nó lắc lư vậy thôi. Trời đất ơi, vô cải trang cứu bà chị, chưa cứu được bà mất bà trí nhớ. Trời ơi. Ủa rồi bây giờ sao? Tôi không hiểu gì hết trơn vậy. Đợi con tí, chị nhớ anh không? Không, không anh nè. Anh là ai? Anh là mối tình đầu của em nè. Trời ơi. Cái gì? Mối tình đầu của tôi? Là
Trời, tôi có mối tình đầu. Có mà. Xấu như tôi mà cũng có mối tình đầu. Có chứ. Anh là người thích em nè. Em có nhớ không? Cách đây 20 năm, lúc anh ở bên Thái Lan, sau đó anh buồn chuyện gia đình, rồi anh mới bay qua bên Việt Nam anh ở. Sau đó anh mới vô trường cấp 3. Lúc đó anh gặp em. Em nhớ không? Anh là Bi nè. Tên tiếng Thái của anh là Kiwi. Em nhớ chưa? À, Kiwi. Mà em hay gọi anh là Siwi đúng không? Đúng rồi. Rồi em nhớ. Em rồi. Nhớ rồi phải em không? Em nhớ rồi anh ơi. Tại sao lúc đó em bỏ anh? À, đâu có đâu. Em bỏ anh cái gì? Tụi bay từng quen nhau rồi có lỗi lầm gì không? Anh có làm gì trái khuấy với em không? Anh làm trái khuấy em. Hả? Thật sự ra em nhớ hết rồi. Anh yêu em chỉ là một bức bình phong thôi. Cái gì vậy? Anh bức bình phong rồi nào? Anh yêu em trá hình. Trá hình cái gì? Tại vì con trai bà. Cái gì? Con nghĩ tôi phát hiện ra con trai bà. Trời đất ơi, vậy là cô quen con trai tôi vì biết nó là hoàng tử xứ trà này đó hả? Không, tôi phát hiện ra con trai bà 3D. Cái gì? Ở đâu ra? Ta không có 3D. Ai nói với em là ta 3D? Anh đừng có giấu em. Những gì sau lưng anh làm gì tôi biết hết á. Anh thề với em, sau lưng của em anh không làm điều gì dối gian cả. Có. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em yêu ngừng không hề hay biết chuyện quân quân. Trời ơi, con bóng mở. Đúng. Sau lưng của em, anh có quen một người. Nhưng chừng nào anh quen hai người đi, em hãy nói. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng. Trời ơi, anh nói anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm không hề hay biết những chuyện quân quân. Đúng. Sau lưng của em, anh quen hai người. Nhưng chừng nào anh quen cả trường đi, em hãy nói. Anh cứ nghĩ rằng em đúng. Sau lưng em, anh có quen cả trường đó. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đó anh chưa xác định được giới tính của anh. Bây giờ anh đã xác định được rồi. Anh thương em, lấy anh làm vợ nha. Ô quên. Anh lộn. Mày nói cái lộn. Gì? Anh lộn. Anh bị rối tại tụi nó tràn ra. Mày lộn cái gì thì mà... lộn. Mày lộn tới giới tính của mày mà... à. Còn rối mà. Không. Mày không có nói nữa. Lấy về làm gì cũng được. Em vẫn chấp nhận. Em làm chồng của anh làm không. Vợ miễn sao em không. Được lấy anh con làm ơi, em làm mà vợ. Nói con nghe nè. Sợ gì nó cưới con. Dù biết con đã từng như vậy là vì biết con giàu có nhiều tài sản là mới cưới con. Đúng rồi. Này được như má không? Sao mấy ngày má cưới ba con đó. Ba con nghèo rớt mồng tơi vậy đó. Ủa vậy sao má lấy ba? Ông bà nội mày giàu. Có. Thế chưa, tại gia đình của ba có củ nã cho nên má có của tới giờ. Chứ nếu không á, má cặp đất má ăn rồi. Con nói đúng quá phải không má? Con nói đúng quá phải không má? Ui cha. Đúng tới mức tao phải giả vô mặt mày đó. Má. Trời ơi, bây giờ má tính sao? Bây giờ nè, má không chấp nhận cô ta. Tại sao? Gia đình mình là tập đoàn gì? Tập đoàn trà. Chính xác. Phải cưới một cách là môn đăng hộ đối chứ. Má làm ma cho con cô gái kia. Tập đoàn đá, ráp lại bán trà đá khắp mọi nơi. Má ơi, tại sao má? Má không chịu lấy bên đây là tập đoàn sữa nè. Nghe trà sữa nó mới ngon chứ má. Nghe sữa là tốn tiền rồi mày, tao không nhận. Má, bây giờ cô gái đó là ai? Má nói đi. Đợi má một chút. Bơi bà, bé bơ của mẹ. Thôi bắt đi. Má, con không chấp nhận cái người con gái này đâu. Mới ra là xúc phạm má rồi. Nó xúc phạm cái gì? Chỉ thẳng vào mặt má giờ nói. Tắt đèn đi. Mày chào hỏi kiểu gì mà má quéo mình với con? Dạ, không phải đâu mà ơi. Thật chất ở trong tiếng Thái Lan, thể lôn mà có nghĩa là mưa từ trời rơi xuống. Mà trong một cuộc gặp gỡ định mệnh như thế này, thấy mưa, thấy nước, thấy lôn mà là tốt đó mà. Má ơi thì... À, má quên.
lâu rồi con về Việt Nam con mê nó, con quên tiếng Thái rồi phải không? Cái từ đó là mưa rơi xuống đồng ruộng tốt lành phải không con? Dạ tốt lành đó mà. Cưới đi con, cưới không, đi. Không, con không chấp nhận người con gái này đâu. Xúc phạm má như vậy con không chịu. Con chỉ thích người con gái này thôi. Xin anh đừng coi thường em. Thật sự gia đình của em là một tập đoàn lớn, chuyên phân phối tất cả các loại đá như là đá quý, đá kim cương, đá hột xoàn, đá phong thủy, đá cây, đá bi, đá bào, đá banh, đá gà, cả đồng. Mấy cái đá đầu là có tiền ăn cơm, yeah. Mấy cái đá sau là ăn cơm nhà nước đó con. Ghê dự về má, xin lỗi má, con không đền tiếng Việt cho lắm. Má ơi, đá banh, đá bóng, cá độ không à, con có chấp nhận đâu, con chỉ thích người này thôi. Nhưng mà, bây giờ con chọn cô ta, má chọn cô này, bây giờ cho công bằng, cho hai đứa nó thi với nhau đi. Thôi má ơi, con nghĩ là nếu bây giờ anh ấy không chấp nhận thì thôi. Tại vì tình cảm mình đem ra mình thi cử thì không tốt đâu má. Mà cho anh ấy chọn đi. Vậy thôi bây giờ không thi thì thôi con. Đúng, ai con chọn đi. Con chọn cô gái này. Thi đi bà già, thi. Ờ, thi. Lật lọng dễ sợ chưa? Trời đất ơi. Quá trời quá đất. Thôi bây giờ nè, má biết rồi. Nhà mình á giàu có quá, ăn ba đời cũng không hết mà con. Bây giờ đứa con dâu nào mà giỏi võ, bảo vệ tài sản trong nhà, má chọn. Con biết võ không con? Dạ, nói gì chỉ nói về võ. Thì con là trùm của võ. Ồ. Nhưng giỏi nhất vẫn là kickboxing và Muay Thai. Là con gái thì mình thể hiện võ một cách nhẹ nhàng thôi. Ừ. Nhẹ vậy thôi. Chi, em có biết võ không? Anh yên tâm, võ là em một bụng. Vậy hả? Năm 8 tuổi. Năm 8 tuổi ông học võ gì? Má cho học đan võ. Trời đất ơi, rồi sao nữa? Em yên tâm, tới năm 12 tuổi. Em học võ gì? Em phụ má bán võ. Trời ơi, không phải mà em. Nhưng mà đến năm 18 tuổi. 18 tuổi em biết võ hả? Em bị giật võ. Rồi sao nữa? Sao đó, em đi đánh ghen nhiều lần. Rồi em biết quýnh võ. Đi vô thay đồ đi, thay đồ đi. Nói không ai ủng hộ hết trơn kìa. Con điên. Má. Nói rồi không hiểu nói gì nữa. Má ơi, vấn đề là thi thì phải có trọng tài chứ đúng không má? Thì đúng rồi. Bây giờ ai là trọng tài? Con yên tâm đi. Má không đứng ra chấm đâu. Má công nói là mất công bằng nữa. Má mướn gì một trọng tài rồi. Xin lỗi con nha. Trọng tài của má đó vô cùng sáng suốt và công tâm. Mắt của ông nhìn đâu là thấy đó đó con à. Mời thầy Kia sáng tỏa của tôi. สวัสดีครับสวัสดีผัวมีระคับมึงแล้วเฮ้ยเอ้ยนี่ค้างดายที่ดงือ như vậy là biết trận đấu sẽ xảy ra kịch liệt rồi. Ủa con mắt ông sau lưng hả trời? Dạ thầy ơi, thầy đang chào màn hình LED đó thầy. Ta thử mọi người cho vui thôi, chứ thật sự ta biết ở đâu mới là khán đài. Ở đây là đông lắm đúng không? Dạ có hai người thôi thầy ơi. Mày nhịn tao tiếng mày chết hả? Mày nhịn tao tiếng mày chết hả? Ta là một cái người giám khảo đã từng chấm rất là nhiều thí sinh. Lên voi, xuống chó, lên bờ, xuống ruộng. Mấy bước nữa là xuống hố. Dắt, dắt vô, dắt vô. Trời đất ơi. Má ơi, má cái vấn đề này là sao má? Không không, đừng chấm... thấy ta mù loà ghi dễ người ta con. Thầy này nghe, trước khi đi chấm thi đó là có một thời gian giỏi về chấm tử vi đó con. Trời ơi, hồi đó tao chấm tử vi giỏi lắm. Tao chấm má mày lấy ba mày mới đẻ ra mày đó. Trời ơi. Nhưng mà tao gặp ông thầy tử vi cao tay ấn hơn. Ông chấm tao cái kêu chuyển qua làm nghề trọng tài. Làm tới giờ chưa nghỉ luôn. Trời đất ơi, thiệt tình luôn. Bây giờ chấm thi về chấm thi. Rồi thầy ngồi, thầy ngồi. Ở đâu vậy? Con ơi, xong chưa con? Dạ. Thầy đứng đây đi thầy. Rồi á mẹ. Rồi mời con ra nha. If you touch me, then I'll be moving with you. Like who was you? What probably room? Knuckles up. So what, boy? Play your cards. Choose wise. Your mind tell you true lies. We go toe to toe. Homie, what's your shoe size? I took a tennis. I make it hot like we improved the kind. Hay quá. Trời ơi, con bé vừa tràn ra một cái là đượm hương nam tính liền vậy đó hả? Dạ, để con dẫn qua thí sinh. Không cần, để tôi qua tôi khen nó, tôi biết nó ở đâu mà dẫn hoài. Nè, bé bé bơ gì đó ơi. Bé ơi. Dạ, giỏi quá nha con, giỏi đó. Bé bơ bên kia.
Sao nãy giờ mẹ không nói tao? Con có kêu dẫn qua mà thầy không chịu. Đâu phải lớn tuổi làm gì cũng đúng đâu con. Trời đất ơi. Dắt qua. Khoan, bây giờ bé bơ xong chưa? Bé bơ dạ. Đâu rồi? Xong chưa dạ, mời nó ra. Bé bơ là ra rồi. Dạ, nhưng bên này. Kia, bên kia bé xong bơ. Chưa? Ôi, trời ơi. Chú cảm nhận ôi, được ôi, chưa? Cái tay bé bơ dễ sợ quá ha. Dạ. Trời ơi, cái tay này là chó lấy nó chứ người không lấy được đâu con. Giờ cái con nào dạ, thi dạ, dạ, nè. Nàng Chi ơi, xong chưa? Trời ơi. Ủa giờ nó ra chưa? Dạ ra rồi. À để thầy ra rồi, như tôi qua tôi khen nó để trọng tài tự qua khen không có cái cần dẫn vậy đó. Gái ơi giỏi quá nha con, tên gì vậy? Dạ tên Chi. Tên Chi giọng đàn ông vậy bà nội? Đàn ông là giọng con. Sao nãy giờ mày không dắt tao qua? Trời thì con có nói mà thầy không chịu. Đâu phải lớn tuổi làm gì cũng đúng đâu. Ủa sao thầy cà khịa với con hoài vậy thầy? Tao cà khịa vậy cho vui chứ không cà khịa sao vui. Rồi nè bé gì ơi, nè bé ơi, bé. Con đây nè. À, con hả? Trời ừ. Ơi nhỏ giỏi dễ sợ luôn vậy đó hà. Mới có 4 tuổi mà đi đánh lộn vậy bà nội? Không có, con già rồi. Rồi con quỳ xuống rồi chứ con đứng lên con cao 1m8 rồi. Ủa mẹ. Ủa vậy hả? Trời ơi bé này khéo nè, để coi coi. Trời đất ơi, cái mặt mày như chanh biếm quạ vậy bà nội. Thì hài đi má, thì đánh võ chi vậy trời. Ê mà nghe nó ra là nó chiếc áo bà ba là thấy nó thua cái con nhỏ gì cũng bơ mua ai thái rồi. Thôi 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 cái chuyện đó bỏ qua một bên. Bây giờ thầy có chấm không? Rồi chấm chưa lãnh tiền mà vô. Rồi chấm vô chấm trời. Đi. Chưa chấm chứ trời, gọi thí sinh về vị trí đi mọi người ơi. Rồi đánh nó chết giùm má đi con. Rồi. Rồi nha. Vô vị trí nè. Con gà nào chẳng có lông, sau đây trận đấu võ công bắt đầu. Cố lên chị. Cố lên em. Cố lên chị. Ê! 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 Trời tôi mệt mỏi. Trời ơi, cho tôi về được không? Kịch tính quá tôi chịu không nổi. Trời ơi. Căng thẳng quá chị ơi, đừng đánh nữa chị, căng thẳng quá. Kịch tính quá. Thầy ơi, nghỉ. Thầy không có nghỉ gì hết, bây giờ thầy chấm tiếp không? Chấm chứ chưa lãnh tiền mà mấy má. Rồi vô. Trời ơi, còn bà nội nào đâu rồi, ra thi đi. Con làm ơn gấp đôi kịch tính cho má đi con. Đi rồi nha. Cái trận này là phải thi hăng hái đàng hoàng tử tế cho tôi. Sau đây trận đấu võ công bắt đầu. Cố lên chị. Cố lên em. Em ơi cố lên. Cố lên em. Body or a boy and I can be a noise lady. Hãy bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, nhớ lại cách pha trà sữa hàng ngày để né chiêu thức đối phương. Hãy dùng cách pha sữa. Tiếp theo, để khống chế đối phương, dùng chiêu nhào bột chân châu. Không thấy gì cả, nhưng tôi biết trận đấu rất là kịch tính. Không biết con nào chơi đúng và con nào chơi sai, nhưng tôi biết con Chi đã đánh con bơ lộ giới tính và giành chiến thắng. Yeah! Trời em đất ơi. Thì ra mày là gái giả. Bây giờ nàng Chi thắng rồi má tính sao má? Từ nãy giờ má ông, thấy lấy ông. Mày đừng đánh tôi lộ giới tính giống nó. Lấy nó
đi, lấy nó đi. Lấy phải không má? Ừ. Yeah, chúc mừng nàng. Không, con không phục. Nàng cẩn thận. Chị ơi. Trời ơi, tôi đã đỡ cho nàng rồi mà nàng vẫn chính trường sao? Chị tôi. Sau cũ đục vừa rồi, nó đã xấu, nay sẽ xấu hơn gấp bội toàn. Không, ta không xấu. Từ lúc ta bị một cú knock out, ta trở nên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Trời ơi. Cái gì? Má ơi. Ê, mày nhìn má coi con. Mày đánh má đi. Không được má ơi. Răng má dày cui, không thể nào đánh rụng răng được. Má con mình chạy vào đau đớn thôi. Trời ơi, nàng đẹp quá nàng ơi. Vậy là đập nát xây lại là có thiệt rồi. Kính thưa quý vị, như muôn ngàn câu chuyện cổ tích khác, đây là một cái kết không có cái đám ôn gì gọi là mới mẻ. Cuối cùng thì hoàng tử xứ Đà đã lấy được cô gái tà tửa tường ten. Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn em trai của cô ấy thì quyết định đi lấy vợ. Trời, thông tin đó làm tôi sáng mắt.